Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã cùng chủ trì hội nghị về tình hình công nghiệp thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018, quý 1 năm 2019 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2019, tình hình triển khai một số dự án trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tới vấn đề chính sách vĩ mô để phát triển công nghiệp thương mại tại địa phương. Bộ trưởng giao cho các cục vụ của Bộ phối hợp chặt chẽ với Hải Phòng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, cơ cấu lại công nghiệp, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa, kích thích tăng trưởng mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố nhằm góp phần vào tăng trưởng GDP cả nước.